Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính chi phí giao dịch liên kết khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Để tính ra được chi phí giao dịch liên kết khi chúng ta làm quyết toán thì các bạn cần phải có số liệu tương ứng như doanh thu, bán hàng và cung cấp dịch vụ chính là số tiền của tài khoản 511 trên bảng cân đối tài khoản, giá vốn hàng bán là số tiền tài khoản 632, chi phí bán hàng là số tiền tài khoản 641, theo thông tư 200 hoặc 6421 theo thông tư 133. Chi phí quản lý doanh nghiệp là số tiền tài khoản 6422. Tôi sẽ tách chi phí khấu hao tài sản cố định từ trong chi phí quản lý doanh nghiệp ra. Thì chi phí khấu hao này chính là số tiền phát sinh có của tài khoản 214 trên bảng cân đối tài khoản. Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền tài khoản của 515. Trong đó thu lãi tiền gửi, tiền cho vay bằng doanh thu hoạt động tài chính chỉ tiêu số 6. Chi phí tài chính là số tiền tài khoản 635. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí. Như vậy, để xác định được EBITDA thì chúng ta sẽ lấy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí tài chính trừ đi lãi tiền gửi, tiền cho vay cộng chi phí khấu hao tài sản cố định. Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ được trừ nhỏ hơn hoặc bằng 30%, đây chính là mức được giới hạn để chúng ta tính giao dịch liên kết khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Các bạn sẽ lấy EBITDA mà nhân với lại 30% sẽ ra được số tiền. Từ đó, chi phí lãi vay không được trừ chúng ta sẽ tính ra được là bằng tổng chi phí lãi vay mà trừ đi tổng chi phí lãi vay sau khi trừ đi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ được trừ nhỏ hơn hoặc bằng 30% và trừ đi doanh thu hoạt động tài chính. Như vậy, chi phí lãi vay trong kỳ ở chỉ tiêu 9 sẽ được ghi nhận vào chi phí hợp lý của năm nay. Bởi vì trong điều kiện EBITDA nhân với 30% đang lớn hơn chi phí lãi vay, do đó chúng ta sẽ được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi tính giao dịch liên kết. Còn tôi giả sử chi phí lãi vay mà nhiều hơn chỉ tiêu 14 thì lúc này chi phí lãi vay không được trừ là 830 triệu, chính là số dương. Và như vậy, lúc này chi phí lãi vay là 1 tỷ, thì chúng ta chỉ được ghi nhận chi phí ở năm nay và làm giao dịch liên kết là 853.238.417 đồng. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hai trường hợp khi mà chúng ta tính chi phí giao dịch liên kết khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Để nhận được bảng tính giá giao dịch liên kết thì các bạn có thể để lại địa chỉ email tại comment để Kế toán Việt Hưng sẽ gửi email cho các bạn. Các bạn đừng quên follow kênh Kế toán Việt Hưng để theo dõi những video tiếp theo.